Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc Xiaomi Redmi K40 Gaming. Thiết bị này thì mình là xách tay từ Trung Quốc về và nó là bản nội địa và sẽ không có tiếng Việt cũng như là hiện tại đang chạy ROM gốc. Đó, thì tất cả những thiết bị mà các bạn vừa mới mở máy lên mà chưa cài đặt gì hay là các bạn chưa sử dụng bất kỳ một cái phần mềm gì thì nó sẽ không có set play. Đó, do nó là bản nội địa chung nên nó sẽ chỉ có những cái kho như kiểu là Mi App, Get App như thế này thôi. Đấy, Mi Store, những cái ứng dụng của Trung Quốc thôi. Đó. Để thực hiện được cái cách mà các bạn tải cái ứng dụng set play về để tải những cái ứng dụng hàng ngày thông thường trên Android, các bạn cần phải thực hiện một số những cái thao tác và thủ thuật như sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình cái phần Get App này. Đấy, trong phần Get App này thì nó sẽ có cái Google Play Store nếu các bạn tìm thấy nó, nếu nó có cái set play. Đấy, thì các bạn sẽ kích vào để update nó lên. Đấy. Đó. Còn nếu mà không tìm thấy cái set play này như lúc đầu nó hiện ra trên màn hình ấy thì các bạn cần phải thực hiện một số những cái thao tác, là các bạn sẽ copy cái file APK ở bên ngoài vào và các bạn sẽ tải về và sau đó cài đặt lên. Để copy được file APK các bạn sẽ vào cái đường link bên dưới video này mình đã để sẵn rồi ấy. Các bạn có thể vào cái đường link này, các bạn kích vào xóa cái khoảng cách chỗ là .com đi nhá, để các bạn có thể vào được cái đường link mình share sẵn và các bạn sẽ thực hiện thao tác đó là tải cái file APK đi về. Rồi, sau khi tải về xong thì các bạn sẽ vào cái file manager, nó sẽ có cái mục này Google Play APK như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ kích vào cái mục Google Play này cho mình để mở khởi chạy lên. Đó. Sau khi khởi chạy lên thì các bạn sẽ đợi chờ một chút để nó load như thế này. Đấy. Rồi checking, ok đầy đủ xong các bạn sẽ bấm vào mục tiếp tục continue như thế. Đó. Nó sẽ hiển thị là mục đang cài đặt và đã ok. Sau khi đặt xong là như thế. Sau đó các bạn sẽ cần ok là được, quay trở lại, thoát ra ngoài. Các bạn nhìn thấy Play Store đã ở trên màn hình rồi và các bạn sẽ kích vào. Đấy. Play Store này thì các bạn bắt đầu sign in vào tài khoản Google. Đấy. Các bạn có thể ấn update để cập nhật lên phiên bản mới nhất trước đã. Đấy. Mình sẽ ấn update. Đó. Rồi. Ấn update. Đó. Để nó tải xuống bản mới nhất. Có thể là cái file APK của mình thì nó không phải là bản mới nhất, cho nên là nó sẽ yêu cầu chúng ta cần cập nhật để tải lên bản mới nhất như thế này. Đấy. Thì các bạn thấy rất là tiện. Sau khi các bạn cập nhật xong thì cái set play của bạn sẽ ở version mới nhất rồi và các bạn có thể thực hiện thao tác và sử dụng nó như một cách rất là bình thường. Đó. Đó, ok. Rồi, sau đó các bạn vào lại Play Store như thế này. Đấy, các bạn thấy như thế, giao diện nó đã khác. Và sau đó các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản Gmail cho mình. Đấy. Đăng nhập vào. Đấy, ok. Sau đó các bạn có thể bắt đầu tải ứng dụng và cài đặt tất cả những cái thông số rất là đơn giản dễ dàng. Đấy, nếu bạn nào mà không có cái file APK này, các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo nhá, hoặc các bạn có thể lên Google có search tải file APK rất là nhiều, rất là dễ dàng để tìm thấy. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình, các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo các clip khác nhá. Chào các bạn.